Mình Tây Phố xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ review một cái tiệc thôi nôi ở Mang Thít, Vĩnh Long. Đó, anh đó. Biết là thôi nôi là anh quậy vậy đó. Nhà mình có rất nhiều mợ gì và các anh chị em ai cũng biết nấu nướng hết trơn. Hôm nay đám thôi nôi anh này thì lực lượng vào bếp còn nhiều hơn nữa. Nhưng đây sẽ là những nhân vật chính: mẹ tôi, bà Út, mợ Sáu, chị Hai và nhỏ em gái con của Bảy đến từ xứ mặt trời mọc Bình Minh. Buổi sáng thì mọi người đã làm những cái món như là khổ qua hầm, rồi gói pate để làm đồ nguội, sau đó là quấn chả giò. Mỗi người một công việc, mọi người có thể tìm xem lại clip trước ha. Mẹ tôi xếp bịch bột chở ra nhào, nhào cho mềm rồi mới trộn với khoai lang, rồi đem nắng thành viên nấu chè. Mọi người đang dò nhân chè, dò nhân xong thì nắng viên chè. Màu tím là nhờ lá cẩm, màu đỏ đỏ cam cam là khoai lang, còn màu xanh là nhờ lá dứa. Mẹ xôi đầu tiên đã ra lò, màu tím đẹp quá xá và sao luôn. Đặc biệt xôi nấu rất thơm nha, ngửi mùi là thấy ngon rồi. Ở ngoài hiên mẹ tôi với mấy mợ dò dò nặng nặng, chứ trong bếp thì mợ 8 và mợ 6 đã nấu xong cái nồi chè thôi. Đây là sản phẩm đã ra lò, mỡ chè đầu tiên à. Khỏi nghi ngút luôn, không biết ai sao chứ hồi xưa tôi khoái ăn mấy viên chè chấm, tức là mấy viên chè nhỏ xíu mà không có nhân ở trong, chỉ có bột thôi. Còn viên lớn thì ăn một hai viên là ngán rồi. Nhưng nồi chè thơm lắm nha, 10 điểm cho nồi chè xuất sắc. Trời càng giật khuya thì tiếng nói cười càng rộn rã, nghĩa sớm tình làng nơi miền quê, nhờ vậy càng thêm kháng khích. Mỗi người một tay, cùng xúm nhau làm, người biết chỉ cho người chưa rành, để mai mốt nhà có đám tiệc hoặc có đi đám cưới vỗ quải biết mà làm. Đó cũng là cách mà bà con miền Tây chỉ dạy cho con cháu của mình. Đây là cảnh sáng hôm sau nè. Cô Hiền lấy phần bao tử hôm qua, mợ ba sơ chế sắc ra, sắc chung với bạch tuộc làm món xào. Món này có bông cải, ớt chuông rồi đủ thứ rau củ khác nữa. Tại không rành nên mình không có giới thiệu đầy đủ được. Còn mấy cái viên cam cam trong cái nồi đỏ đỏ này là củ cải đỏ. Mợ Sáu đang nấu món bò kho. Nhìn nồi bò kho lên nào đẹp quá. Cục thịt bò vừa ăn ghê, nhìn là chảy nước miếng ừng ực rồi. Nồi bò kho này ăn với bánh mì thì hết chỗ chê. Còn đây là nhà trên. Chỗ này lúc trước mình có đăng clip đám giỗ ở nhà. Chỗ bộ dáng ngựa này là chỗ khóa cổ hôm trước nè. Đại ca này buông ra là bò khắp nhà. Giờ này ảnh bò tới đích sàn rồi. Nồi đó khoái lắm, tôi dụ mà nó không chịu bò ra. Bò đây với ba nè. Bò đây. Đi. Ra nữa nè, miếng nữa. Lúc này là đang dọn chè, xôi và mâm đồ cúng lên. Có người nói là phố cổ, cũng có người nói là phố cổ. Nói chung là mình không rành nên không dám tranh luận gì thêm cho nó rườm rà hết trơn rồi. Đây là lúc dọn xong 12 chén chè, xôi cùng dĩa trầu cao tiêm sẵn, với dĩa trái cây, nhang đèn, đồ cẩm nhang và cuối cùng là bộ mâm để thằng nhóc nhà mình bắt. À, trong mâm thì có bao nhiêu đồ đó mọi người xem nha. À còn có hai con vịt và hai bộ đồ thế nữa. Ngoài đây mọi người đang chuẩn bị đồ chơi vào sân khấu. Xíu nữa tiệc trường tàn là hát sân khấu hoành tráng như Thúy Nga tổ chức show Baribana vậy. Đây là mấy đứa em cháu trong nhà. Anna đang nhớ cha mẹ nên mặt bí xị. Anna rất đẹp và duyên dáng với hàm răng độc nhất vô nhị và nụ cười tỏa súng của lộn nụ cười tỏa nắng. Chưa. Chú Long chưa kết nối được với ba, đợi xíu đi. Đây là mẹ vợ tôi, cái bên là em hàng con của dì Út. Mẹ đang vô hộp xôi chè để xíu nữa khách đi đám về tặng mọi người một phần ăn lấy thảo. Xôi đủ màu luôn, xanh, tím, vàng, vàng. Chè cũng vậy nữa, có ba màu. Là tím lá cẩm, màu vàng tự nhiên của bột, màu xanh của lá dứa. Nhìn không chỉ đẹp mắt mà còn ngon dữ lắm. Chè này để tủ lạnh 3 ngày da bột không cứng bởi được trộn với khoai lang. Đó là bí quyết của mẹ tôi với các mợ dì ở dưới quê nấu mấy chục năm đó. Mọi người biết thì làm theo, bảo đảm ngon. À mà nhớ đừng la lớn nha, chia sẻ clip là được rồi. Nói chơi đó, nhưng nhớ chia sẻ clip nha. Bữa đó múc chừng 3 thao chè, khoảng hơn 100 phần chứ nhiêu. Ít xìu gì mà ai cũng nói nhiều hết trơn rồi. Cái bên là mấy dì mợ và mấy chị đang ngồi sắc ba tệ chả lụa. Rồi nem để lên dĩa thịt nguội. Đây là dì Tư đó, đẹp lão chưa. Còn đây là nem nướng. Cái này là chả lụa, mà Út đang hỏi để dày, sắc dày. Hay để dày rồi sắc trở lại như vậy. Tôi mới nói để dày, sắc dày, nó ra dày. Cái dày là mình ăn hả mợ? Mình nói vậy với cái hiểu không nè. Còn đây là cô Sáu, cô Bảy, cô Chín và Má Tư. Cô Bảy ở Bình Minh, cô Sáu và Má Tư ở Long Hồ. Cô Chín ở dưới Vũng Liêm á. Mấy cô là em của cha tôi. Đây là dĩa đồ nguội hoành tráng chưa nè. Có đủ món hết trơn. Người đàn ông đang lột nem là anh ba nhà bên Long Hồ. Anh là con của dì Tám, chị của mẹ tôi. Cả nhà đang súng lột nem. Cái này là nem chua La Dung mua ở cơ sở nem Phu Hoàng nha. Nem và chả ở chỗ này ngon lắm. Đây là ba tay làm hôm qua nè. Hôm nay ra sản phẩm nhìn đẹp và ngon ghê không. Khoái nhất là mấy hột tiêu ăn vô thơm thơm cay cay đã. Đó, cả nhà thấy đám tiệc dưới quê vui không?
nguyên xóm đang xúm nhau phát cái này phát cái kia là bà con dòng họ tôi không đó. Trong nhà cũng còn y như vậy, nhưng mà con làm công chuyện khác. Giờ đây là phần quan trọng nhất của buổi tiệc bóc đồ. Thằng nhóc nhà mình được mẹ nó ẩm sẽ được tự bóc 3 món trong mâm. Và theo quan điểm của người xưa thì cháu nhỏ bóc gì thì lớn lên hy vọng sẽ làm công việc đó nha. Món thứ nhất là chiếc lược, không lẽ lớn lên đi là hớt tóc ta. Vừa bóc mà vừa có quà từ các bà, các mợ, các dì, chú bác, anh chị em nữa. Thay mặt cháu con cảm ơn quý ông bà, cô chú, ông bà, nội ngoại hai bên đường xa đã đến chúc mừng cháu trong buổi tiệc thôi nôi này nha. Từ món thứ hai, anh bóc cái ống nghe của bác sĩ, không lẽ nữa con vừa làm đẹp vừa làm bác sĩ quyến. Món thứ ba quyết định nè. Rồi, bóc gì bóc lẹ đi ông nhóc. Cái đường kim tim, rồi xác định luôn. Lớn lên con mình sẽ làm bác sĩ thẩm mỹ nha ông bà cô chú. Xong rồi ra thổi bánh kem đi con trai. 1, 2, 3, thổi. Xong rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng ra tiệc nha. Hôm nay sân nhà mình thì đã cùng lúc được 8 bàn. Hên là bà con không đi cùng một lúc nên 12 bàn khách hôm nay đều chu toàn. Bên cạnh bà con sớm diện dòng họ ra ngoài hai bên thì bên mình còn có mời thêm anh chị em bạn bè vì chúng vui với gia đình. Có gia đình chị nghệ sĩ Tú Hải Yến, là nghệ sĩ ưu tú Đạo Vũ Thanh, nghệ sĩ Quyền Trân, nghệ sĩ Kim Chi, bé Hồng Yến, anh Kiệt và nhiều anh chị em bạn bè từ cơ quan của mình vui lắm. Bà con hôm nay vui, bên cạnh đó là còn được gặp các nghệ sĩ mà mình yêu thích nữa. Đó giờ thấy trên TV không à, hôm nay mới gặp ở ngoài nên ai cũng khoái hết. Không khoái sao được, bởi các anh chị em mang đến những bài ca cổ và bolero là món quà mà bà con dưới quê thích lắm. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em nghệ sĩ và con cô bác nội ngoại hai bên cùng quý bà con khách dự đã đến chung vui cùng gia đình trong dịp đám thôi nôi thằng nhóc như mình. Mến chúc tất cả thật mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Trong quá trình nhận em ở đâu?